이거를 그냥 올려만 놓는데? 어, 올려만 놓는 거야. 이거를 좀 없어도 되는 거 아니야? 여기다가 괜찮아요? 응. 어, 예뻐요? Bớt ai à? Không có vợ phụ. Căn bếp nhà mình là thế nào? Anh hôn vô là anh làm hơi bừa bộn vậy đó, nhưng mà cũng giỏi lắm, làm hết trơn à. Và có điều là hơi bừa bộn thôi. Nồi ơi, chén chảo anh đem ngồi vào đây hết trơn nha. Bên đây thì ghế mà anh làm sao để quá trời luôn. Có cá trắng, rồi khoai lang. Hành tây lên mặn luôn rồi. Hành tây này đã trong đây lên mặn rồi. Khu vực này là anh để thuốc, anh để xăm rồi thuốc của Nguyên nè, cái tết này nè, rồi thuốc của nội, thuốc của mình từ làm đó. Cái khu vực này là để thuốc. Now grandma feel a little bit tired, so we made yono for grandma. I wish grandma get healthy after eating this food. 할머니! 아니 어떻게 기운이 없어? 그냥 기운이 없어요? 그 할머니 엉덩이에 욕창이 조금 있대요. 조금. 그러니까 자세를 자꾸 바꿔줘야 돼. Bây giờ cha đang lắp ráp cái bộ này nè, để mà để mấy cái nồi ô sen chảo nó ra nè. Rồi cả nhà ơi, cha và mẫn ngồi làm cái này xong á. À, vì튼튼해 보이고 좋네. Now we'll put this wood on there. 이거를 그냥 올려만 놓는데? 어, 올려만 놓는 거야. 딱 되게 돼 있어. 딱 살짝 쏙 들어가게 돼 있어. 그러면 신발을 벗겨, 잘 안 되면. 아니, 아니. 아씨. 딱 들어가게 돼 있는데? 됐다, 됐다. 그래. 그렇지, 그렇게 들어가야 돼. 이거 딱 맞네. 아 그럼. 자 됐습니다. 이제 짐을 네, 짐을 해놔야 되지 지금. 한 이런 거 이런 거. 이름. 그렇지. 이런 저. 저기냐. Now I just finished making this shingle, so we can put some ingredient, some sauces over here, and fry pan or. Pause here so we can cook easier. Now my wife is taking some rest because after grandma came back to house, grandma too tired. So my wife cooked for grandma and took care of her. It was so tired, so now she's taking some rest.
So because of that, it's kind of dirty. Of course, I'm a good husband, so I cannot let my wife take care of everything. I cannot just wait until my wife take care of everything. Muslim too. I must do that too. So from now, I will wash. I will clean kitchen. I will wash dishes, which is my professionality. See you. Rồi rửa trang xong rồi. Sắc kia luôn á. Nhưng mà ở đây bằng chi về luôn. Cho nên mình sẽ clean ở đây luôn. Song by clean our kitchen, but it's not finished. Oh my god, there is one more thing to do. Don't have rice. Cook rice with me. Time to wash dishes and do everything. Well, actually, before I took a role as housewife in this house, I thought it would be easy to take care house. I mean, it would be easier than working outside, but taking care of everything in house, quite tough. Okay, Roy. Now I just finished everything, so. Let's come back to our room and meet my wife. And maybe my wife will kiss me. Chào cả nhà. Bây giờ mình đang ngủ. Thì hôm nay mình đi mua sắm. Mình chuẩn bị buổi tối cho mọi người. Sau đó she became a little bit sensitive. Look at that. I think it was because she was tired. Grandpa's gonna eat his heart out when he sees our baskets overflowing with all this luscious fruit. He'll be glad we went into the woods. You just wait and see. She always huckle you again. Are you glad you came now? There's some your name. She always watch this video. Great book of nature. She, when you
is 20 years old, but she, Wing is 28 years old, but she's still a kid. I think I must protect her well, be with her more, so she doesn't feel sad. I'm so sorry. Sleep by me, alright, but I'll also come back soon. Hơi nhỏ không anh? Hình chứ này, không biết gì. Được rồi, cái này mới nè. Cho phan 하나 치면 이걸 해야 돼, 이거. 이거, 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 이거를 저기. 이거 없어도 되는 거 아니야? 여기다가. 그게 왜 아, 근데 이게 상판을, 이건 상판 고정용이구나. 이게 필요 없어, 그러니까. 뭐, 이걸 다 꺼내. 3,000원 싸. 저리 갔다 놔. 네, 알았어. 저 방은. 예, 예. 저 방 안에 있다. 그냥, I just cooked rice. Yeah. From here. Look, man. Wow. Trời ơi, quá trời luôn đi. Rồi mình đang ngồi đây đi. Thôi, cô ngồi. Anh Hôn anh mới mua cái đồ để đựng gác á, giờ khui ra cho nó gọn gàng chứ cái phía sau hơi bừa bộn quá. Đây. Ồ. Để mua cái này vậy nó ấy không ta? Nó bự quá anh. Chiếm gì thôi đâu. Cái nắp nè. Oh. Phân loại rác á cả nhà. Okay. Phân loại rác á. Thì loại này bốn loại. Bốn loại trước. Giờ để lắp rác vô. Dạ hai người cầm ngồi gác nè cả nhà. Gác cái bánh xe vô đặng cho mình đẩy. Mình đẩy đi coi trời được luôn. Bánh xe nè. Nãy mới khen giỏi cái làm sai làm bậy cả nhà. Là xỏ cái cây vô trong cái này nè anh à. Đây nè, cái bề ngoài. Ở đây là nó có chữ luôn. Plastic là nhựa nè. Khen là hũ nè. Bát là kiến chai thủy tinh rồi đó. Mới này gì vậy? Vin. Vin nhiều. Bốn loại đó. Mai mốt mình quay cho cả nhà ha. Làm đổ ghét ở bên Hàn Quốc nó nhức đầu cỡ nào. Đợt Quy mới sang hàng á. Trời ơi không có biết đổ cả nhà. Phân loại tùm lum hết trơn, 5-6 loại Quy đâu có biết. Hồi đó giờ mình đâu có phân loại đâu. Ở Việt Nam thì cũng đang bắt đầu phân loại rồi đúng không? Nhưng mà hồi đó Quyên đâu có biết đâu. Hồi đó không biết rồi qua đây không có biết phân loại gì hết trơn á.
mỗi lần đổ gác là kêu bạn phải suy nghĩ coi cái này loại gác gì, đổ đâu, để đâu. Mai mốt Nguyên chia sẻ cho cả nhà nha, cho cả nhà coi là đổ gác ở Hàn Quốc. Đẹp hơn, đẹp nhưng mà tốt, kiểu giống như phân loại vậy là tốt cho môi trường, với lại cũng tận dụng được nhiều cái nè. Nó có gì nè cả nhà, ngồi đi xếp mấy cái này. Chào nhau, 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 잘했다. Ở đây vậy mình cái nhà nó kẹp là nó giữ lại cái bọc của mình á, nhét vô này xong rồi kẹp lại ý. Rồi. Thứ sau là bọc nè cái nhà, đổ ghép vô. Bung chim, pretty spot. Bung chim, 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 애기가 다시 건강을 되찾아서 이제 우리 집 신경 많이 쓰고 하겠대. 약간 올게요. 여기다 버리시면 돼요 이제. 아, 여기다이 tiếng Anh, còn trên đây là tiếng Hàn mới được cả nhà. Chứ last it cha, cha mẹ cha thì biết nhưng mà last it phải không? One song. Hoàn thành rồi. One song, hoàn thành, hoàn thành. Tiếng Hàn á. One song là hoàn thành. Rồi. Mình để đâu? Để đây này. Rồi, đồng ghét mình để đây nữa. Đó. Giờ để đỡ đây đi cả nhà. Đó. Rồi ví dụ mình nấu ăn hay gì cần không gian thì Nguyên sẽ đẩy nó đi chỗ khác. Đẩy cời cời. Với lại mấy cái này là đồ rác khô, không có mùi và sạch sẽ. Rác mình dục giống như là cái đó, cái bọc nè. Chúng ta bắt đầu nha. Dạ. Thì first time to use it. Bỏ vô. Bỏ vô. Đó. Là bị nhiều. Vậy đó. Bỏ vô. Là nó không có hôi vậy chân, thì để ở đây luôn. Chắc đấy. Dạ. Cảm ơn anh nha. Mấy cái đậu này là của cô Trần Lê cho cả nhà. Cô Mô á. Bây giờ ngồi nè, đây không bị hư. Ok, con gái giỏi ra rồi nè. Đổ con chút đường gớt nè, gớt quá tài gớt luôn. Đổ không lúng chân. Thôi khỏi nhờ anh luôn. Anh nhớ anh biết làm sao hồi tối á, nội á lúc 2 giờ em nghe gì đâu dưới nhà bếp lục đục lục đục lục đục. Em mới nói rồi thôi rồi đó, nội thức rồi đó chứ không có đâu đâu, nội thức để mà nội làm mấy cái táo này nè, tại vì nội mà nói làm là thế nào nội cũng nôn, nội nôn lắm nội làm à. Đó là em nghi rồi, em nghe lục đục nha, cái em xuống nè. Em xuống là em thấy nội
tay thì đang cầm thớt, một tay thì kiếm dao. Ôi ơi, em nhìn lý vậy? Quá lệ luôn. Một tay cầm thớt, một tay kiếm dao nha. Là em hết hồn luôn. Em nói rồi. Vậy là nội chuẩn bị rồi, làm táo vô đầu. Nội cắt táo nè. Cái anh chạy lại em nói nội. Rồi, bây giờ bà đi ngủ đi. Sáng ngày mai con làm. Để con làm cho. Nội khỏi làm. Đó, em nói vậy đó. Cái rồi nội mới chịu đi ngủ. Nội mới chịu đi ngủ chứ không là nội định nội làm hồi tối rồi đó. Lúc 2 giờ lúc đó giác đó anh ngủ ngon, anh đâu có biết đâu. Em nghe lục đục em mới chạy ra. Ôi em quá vậy luôn á. Tối nhỏ vậy nè. Xét xét. Con thân nha em ơi. Quá dời luôn. Cannot imagine. Sao mòn nè. Ai vì rồi chị có vậy để hả các bạn tao hơn rồi anh đây đây qua làm chân nhỉ. Được không? Giỏi quá trời luôn. Ăn cái cội à. Mà, I don't know why I cannot cut it clean luôn. Sao vậy? Sao ta? Anh có biết không? Still not easy luôn. Thì đó, anh phải làm vậy đó. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok. Phải miết cái dao xuống á. Hết rồi. Bỏ tay. Em cắn cái cùi này ăn mới đây. Để bỏ uống. Xong rồi nè cả nhà. Được một thùng ha. Được một hũ. Bây giờ nước đường nó ra nè. Về đóng nắp lại, chiều nội về hỏi coi làm gì nữa. Sắc là bỏ đường vô rồi. 3kg là Quyên bỏ chắc khoảng 2,5kg. Ủa? 2kg chứ. Còn nhiêu đây? Ví dụ chiều nó muốn để thêm thì để. Cái này mà phải ăn đồ, ăn đồ. À, rất là. Đồ chung cho nó. Cẩn thận nha. Ừ, dưỡng cái này cho. Bên ngủ vô đó. Lắp ráp lại. Không biết làm sao luôn luôn. Ừ, anh sẽ thể ngủ nè. Không bụi cái này. Kìa cho nội coi. Hả bây giờ, hả mấy cái bụi thì ăn. Quá đã luôn. Ừ, khiến chi.
không cần xài cây, cái cây cùi bắp nhà mình nữa. 우리 가족의 우리 집안의 깔끔함을 위해서 힘내 주세요. 야, 아, 이제 편하다. 아, 굉장히 편. 와, 이거 물로만 씻어 가지고 하면 되겠구만. 이런 있잖아. 네. 떠다니는 느낌인데. 이지 이지. 이지. 에이, 잘 잘 잘. 에이, 떼냐노이, 떼냐노이. 오야 할머니 왜 이렇게 힘이 좋아? 됐어. 아니 100살까지 사신다니까 이거 지금 힘이. 까방 어이, 까방 담고 어이, 반 어이, 찐무이 마이, 찐무이 담도 어이, 클리닝 하우스. 오 마이 갓. 할머니 뭐 담다. 아니 그만해. 너가 너 끊는 거는 이렇게 끊는 거. 거의 옛 나이가. 뭐냐? 떠는 거 없어. 나 참 편하다. 어. 네. 네. 할머니 힘이 좋아지셨어. 그 물로 해야 되지. 물 묻혀가지고. Rồi, kết nối xây nha. Dạ, kết nối ra. Rồi, cái này nha. Không biết. Mùi chịu gì đấy. Thôi rồi anh.